tôi kiếm chỗ nào đi bán nhiều lần kiếm tí thôi. Cổng kính chào quý khách, vô luôn hả các bạn? Bên đây là nhà ăn nha các bạn. Đây là sữa đậu nành từ thiện các bạn ơi. Mấy cô ngồi đây phát nước từ thiện các bạn. Trong đây là nhà ăn nha các bạn. Trong đây là nhà ăn từ thiện đó các bạn. Đây là chỗ bún các bạn ơi, chỗ là đại bún. Đây mấy cô mấy chị mấy anh đó là đang múc bún ra để cho anh em mình thấy ăn đó các bạn. Kết luận như vậy có thể nói quá trình phát triển đạo của ông Lý Nghĩa gắn liền với phong trào kháng pháp, với quá trình di dân khai quang lập làng ở vùng đồng bằng Nam Bộ. Đức Bổn Sư Ngô Lợi và các nghĩa binh ở căn cứ kháng chiến An Định phần đông là tín đồ tứ ân hiếu nghĩa, là những người có công lớn với đất nước, với dân tộc. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, họ tự động nổi dậy chống Pháp với tinh thần ứng nghĩa kháng chiến. Cuộc kháng chiến kéo dài 12 năm, từ năm 1878 đến năm 1890, gây cho giặc Pháp nhiều thiệt hại. Cuộc kháng chiến đã khơi dậy ngọn lửa yêu nước, chống giặc ngoại xâm trong lòng các tín đồ tứ ân hiếu nghĩa, các tầng lớp nhân dân đoàn kết phối hợp chiến đấu chống giặc. Đồng thời Đức Bổn Sư Ngô Lợi và các tín đồ tứ ân hiếu nghĩa là những người hay thành làng này dụng quyền trường kế. Với tiền có yêu nước nồng nàn, Đức Bổn Sư Ngô Lợi và tín đồ tứ ân hiếu nghĩa đây cơm các bạn. Đó là việc thiết lập thôn xóm khai quang dựng nên trường lý thần thần đến là An Định năm 1876, An Hòa năm 1887, An Thành năm 1883, An Lộc năm 1887, và các thôn lắm được thực hiện các thôn dựng ra dựng đạt dựng giới trong thời gian dài Thank you.
năm kỷ hợi. Nghi thức một là trình tổ, hai là thắp hương điều bàn cúng dường, ba là dâng hương đức quần thế, bốn mặc niệm tụng niệm kinh, bảy cúng dường cúng kinh hồi hướng, năm là nhất bộ nhất bái, 12 là khai mạc ban tổ chức trưởng ban nguyện hợp tác. Chương trình để kỷ niệm Đức Mẫu Sư Liên Tịch lần thứ 159 1890-2019 ngày 7 tháng 11 năm 2019 nhân dịp các cấp về công chí chính nhờ ban đại diện tiếp đoàn lãnh đạo các cấp 11 giờ mời lãnh đạo miền Trung chơi ngày 8 tháng 11 năm 2019 nhân ngày các hội trưởng lý sở ban đại diện tổ các hộ gia đình Come here, come here.